Một cuộc thăm dò xã hội do Pans-Asia Inc. vừa công bố cho thấy là 88% người dân Philippines bày tỏ sự ủng hộ chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. Theo kết quả này, thì cứ 10 người có 8 người Philippines ủng hộ chiến dịch chống ma túy của chính phủ. Cụ thể, Pans-Asia Inc. đã hỏi 1.200 người dân Philippines và có tới 88% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. Trong khi đó, thì chỉ có 2% số người được hỏi không ủng hộ chiến dịch này và 9% người còn lại không cho biết ý kiến. Trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu được Tổng thống Duterte tuyên bố khi tranh cử và tích cực triển khai kể từ khi lên nhậm chức vào giữa năm 2016.